Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần này, giá vàng nhẫn SJC có giá bán cao hơn quốc tế từ 3 triệu đến 3 triệu 300.000 đồng một lượng, còn vàng miếng SJC cao hơn thế giới 4 triệu 500.000 đồng một lượng. Khoảng cách chênh lệch giữa mua và bán của vàng miếng đang ở mức 2 triệu đồng một lượng. Do vậy, theo nhiều nhận định, đầu tư vàng trong thời điểm này tiềm ẩn nhiều rủi ro. Theo đó, giá vàng miếng SJC niêm yết như sau: mua vào 82 triệu 500.000 đồng một lượng, bán ra 84 triệu 500.000 đồng một lượng. Giá vàng các loại của công ty vàng bạc đá quý Kim Long Đồng Tháp niêm yết như sau: vàng nhẫn trơn và ép dĩ KLG 4 số 9 mua vào 8 triệu 170.000 đồng một chỉ, bán ra 8 triệu 270.000 đồng một chỉ. Vàng nữ trang Kim Long KLG 24 carat mua vào 8 triệu 020.000 đồng một chỉ, bán ra 8 triệu 220.000 đồng một chỉ. Vàng nữ trang cao cấp Kim Long KLG 18 carat mua vào 5 triệu 700.000 đồng một chỉ, bán ra 6 triệu đồng một chỉ. Về tỷ giá một số loại ngoại tệ thông dụng, theo niêm yết của ngân hàng Vietcombank chi nhánh tỉnh Đồng Tháp như sau: đô la Mỹ mua vào 24.610 đồng, bán ra 25.000 đồng. Đô la Úc mua vào 16.319 đồng, bán ra 17.013 đồng. Euro mua vào 26.454 đồng, bán ra 27.906 đồng. Bảng Anh mua vào 31.567 đồng, bán ra 32.907 đồng. Yên Nhật mua vào 161 đồng, bán ra 170 đồng.